IC xin lại cho cái con giỏ lãi này, tại vì làm cái IC độ vô nó vừa có ngon các bạn. Cái mấy cái động cơ mít như thế này, mít motor như thế này thì lắp cái IC đa năng nó sẽ ngon hơn là những cái IC bình thường các bạn. Chạy ND nó mới ngon, còn lắp mấy cái tool tiết này vô nó chạy động cơ mít với lại. Thôi, và anh em mình bắt đầu lắp lại cái ghe, ghe điện cho ảnh nè, là thử luôn, dưới sông luôn nha. Đó, bắt đầu lắp lại dưới đây luôn. Mà, thử lắp được không anh? Hay, sao, phụ không? Dạ, cái bèo này có cua tay đi, hả? Cái bèo này hình như em nhớ có nhiều cua lắm. Ừ. Em yên cá nhỏ hai. Có mà. Ừ, đây là cái gá nha. Hình như là phải có cái phần mà gá như thế này thì mới lắp được ha. Đó, rất là dễ không? Anh chỉ cần đút cái motor xuống cái là 1 phút 30 giây là ăn liền luôn, cái này đúng miệng liền luôn á. Nhưng mà các bạn vẫn phải kiểm tra những cái khớp nối này nha. Em siết mấy cái khớp lại. Mấy cái đen này nè. Hồi nãy em siết em để chưa không? Em phải dừng siết lại. Ở cái đó siết để chỉnh lại ha. Đó. Để cho bạn lái á. Rồi, mấy cái khớp ốc vít bên hông là mình kiểm tra lại hết để không thôi nó bị lỏng, nó rớt rớt ngoài sông luôn á. Lui thuyền ha. Đó, bắt đầu như vậy thôi đó. Chưa đầy 1 phút là ông gắn xong rồi đó. Rồi, cái này là gọi mì ăn liền mà. Đó, giờ chết bà, thiếu con vít để gắn cái đó phải không? Rồi có luôn. Rồi thực tế nha anh. Rồi. Nè, ăn giữ cam đi, Hưng bước lên. Okay. Ngồi xích lên trên tiếng nó để cân bằng lại. Ừ. Đấy, ăn nhiều dữ đi. Rồi bên lái luôn nha. Nguồn rồi đó. Trời ơi, dướng mà lục bình nhiều quá. Lục bình nhiều quá, để mình tháo lục bình ra. Đó, để anh kéo qua từ từ. Dướng lục bình các bạn. Bình quá trời. Đi con. Dạ, chút xíu à. Xíu. Dưới lục bình xíu, em tháo ra đi không? Gà phải không? Rồi. Hướng nào anh? Sao cái này nó, cái cần này nó hơi ngước ta? Đúng là dây ngắn hơi khó lái anh. Đó. Rồi gần trâu luôn rồi đó. Đấy, dữ vậy. Em lại ha. Chào mừng quý quan khách đã đến với buổi chạy thử tàu ghe điện. Cũng
khá là êm ha. Cái tiếng máy nó cũng không có nhiều lắm để anh em có thể nói chuyện, mặc dù cái tiếng phiên dịch nó cũng hơi ồn chút xíu. Đức thấy sao? Đức Giang thấy sao? Phỏng vấn luôn đi. Giờ đi cái này muốn thắng lại sao? Thắng lại hả? Nhảy xuống. Tắt máy không ơi. Thử là mấy bo cô hay bo cô được. Nó cũng chưa đã lắm, nó phải nhanh gấp đôi này. Này công suất nó cũng yếu. Ai có thể kết nối với pin á để coi thử á. Điện thoại hả? Nè. Đâu nguyên cây xà cừ đây ta? Cá sấu hả? Cá sấu. Bình thường chở khách đi coi đâu lận anh? Xa dữ vậy hả? Mà chạy chậm gì chắc buồn ngủ chết luôn. Có máy chèo ha, ờ, đỡ. Không vô hả? Này chắc cầu 10 km/h quá. Thiếu nhớt rồi. Rồi giờ mình tắt đụng rồi mình cho tắt á. Dạ. Gà dê phải không? Ngon rồi, tao nguyện. Thì nãy giờ đang đi cùng Bình á. Đây có con chòi nè. Dòng này nó ăn chỉ vài em ba thôi ha. Này muốn cho nó chạy chậm hơi khó. Cái tay quạt lên. Lùi lại cái không anh? Dè mà. Dè rồi. Đó, dè để dặn. Dạ, vô luôn ha. Dạ. Rồi, cái xăm sạc cho luôn. Đút cái đầu vô luôn ha anh. Ở đây, chịu tôi trả đầu rồi. Dạ rồi. Nhớ chiêu sạc cục pin nha. Rồi. Rồi đó, mình vô á. Giờ vô tới bến vậy này. Con đuôi vậy này đó. Vô tới bến thì chỉ có... Vô tới bến thì chỉ có... Chứ không có chạy ghe nguy hiểm nha. Tại đây đâu thắng được đâu. Này giống đó đi tắm sông đi Trang. Chó nó tầm. Con chó nó lội luôn hả? Pin còn ngắt. Đây anh còn có nguyên cái cano đó. Cano này ít đi lắm anh ha. À, đúng xăng.